Cô gái xinh đẹp này đang chăm chú làm việc trên máy tính. Đột nhiên một con trỏ chuột kỳ lạ chui vào trong nơi sâu thẳm giữa hai bắp chân. Nhưng cô gái này hoàn toàn không biết gì cả. Người đàn ông đang điều khiển con chuột chỉ là ấn hai lần vào chuột cảm ứng. Tình huống gì thế này? Con trỏ chuột cũng có thể chơi như thế ư? Người đàn ông này là một lập trình viên. Công việc của anh ta chính là lập trình viết mã. Hôm đó đột nhiên phát hiện ra con trỏ chuột laptop của mình. Vô duyên vô cớ chạy lên bức tường đối diện. Ban đầu anh ta tưởng rằng mình bị hoa mắt. Bèn thử chạm đầu ngón tay lên chuột cảm ứng. Không ngờ mũi tên của con trỏ chuột lại có thể hoán đổi tự do giữa màn hình laptop và đời thực. Anh ta hoàn toàn không hiểu gì cả. Quay đầu rảo mắt nhìn xung quanh máy tính của đồng nghiệp. Mọi thứ đều bình thường. Thế là anh ta vì cảm thấy tò mò nên đã di chuyển con trỏ chuột tới phía trên ly nước bên cạnh. Sau đó ấn vào nút bấm. Không ngờ ly nước đã bị đẩy ngã. Sau khi biết được tính năng thần kỳ của con trỏ chuột, người đàn ông này sinh ý đồ xấu. Anh ta di chuyển con trỏ chuột lên trên tờ thông báo vi phạm, sau đó cười một cách gian xảo, gõ lên bàn phím vài cái, trực tiếp sửa đổi từ thông báo phạt tiền đi trễ của công ty thành thông báo thưởng chuyên cần. Người đàn ông nhìn vào kiệt tác của mình, vui mừng tới mức cười phá lên, thu hút ánh mắt lạ thường của các đồng nghiệp xung quanh. Còn người đàn ông thì trong lòng vô cùng vui sướng, vội vàng ôm lấy laptop và đi ra khỏi văn phòng. Nhưng chính vào lúc này, anh ta vô tình nhìn thấy nữ quản lý đang ngồi làm việc. Một suy nghĩ xấu xa đột nhiên nảy sinh trong đầu. Người đàn ông này sở hữu một con trỏ chuột thần kỳ có thể thao túng được hiện thực. Nhìn vào nữ quản lý xinh đẹp gợi cảm đang ngồi trong phòng làm việc, người đàn ông nuốt nước bọt, lén lút di chuyển con trỏ chuột ra ngoài màn hình laptop, sau đó đưa con trỏ chuột tới bắp chân của nữ quản lý, tiếp theo ấn ngón tay lên chuột cảm ứng. Nhìn thấy cảnh tượng này, người đàn ông càng hăng hái hơn, di chuyển qua lại đầu ngón tay trên chuột cảm ứng. Sau những thao tác liên tục như thế, nữ quản lý phút chốc khó chịu trong người, chỉ thấy cô ấy cởi bỏ mắt kính ra, nhịp thở cũng trở nên gấp rút hơn. Cơ thể cũng không tự chủ được mà bắt đầu rung lắc. Về phía người đàn ông, anh ta một bên gia tăng tốc độ ngón tay, một bên nhìn lén phản ứng của cô. Cuối cùng thì nữ quản lý cũng không chịu nổi nữa, đứng dậy chạy vào trong nhà vệ sinh ở bên ngoài. Người đàn ông theo phản xạ đã gập màn hình vi tính xuống, như thể lo lắng sẽ bị phát hiện anh ta đang giở trò. Nhìn vào nữ quản lý rời khỏi phòng, anh ta để lộ ra nụ cười hài lòng. Tiếp theo sau, người đàn ông đi tìm gặp bạn thân của mình, để cho anh ta thấy được tính năng thần kỳ của con trỏ chuột. Trước tiên người đàn ông dùng con trỏ chuột lựa chọn một mặt tường, sau đó tiến hành copy paste, tiếp theo nhẹ nhàng kéo mặt tường. Cửa sổ đã bị che khuất một cách hoàn hảo. Tiếp theo sau, lại dùng con trỏ chuột lựa chọn một chiếc xe hơi màu xanh, đồng thời có thể tùy ý phóng to thu nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, chiếc xe hơi đã bị thu nhỏ lại hàng ngàn lần, cuối cùng biến thành chiếc xe mô hình. Sau một loạt các thao tác đi ngược tự nhiên, bạn thân suýt chút cười rơi cả quai hàm. Anh ta hưng phấn bắt đầu tưởng tượng ra cuộc sống tươi đẹp sau này. Bạn thân bắt đầu xúi giục người đàn ông đi uy hiếp trưởng chi nhánh ngân hàng, bức ép ông ta lấy ra tất cả tiền có trong ngân hàng. Nếu như dám không phục tùng thì để cho ông ta từ nay biến mất trên trái đất này, thậm chí còn muốn thống trị cả thế giới này. Bạn thân càng nói thì càng quá đáng, người đàn ông thì càng nghe càng sợ hãi. Lải nhải không ngừng của người bạn thân khiến cho anh ta cảm thấy chán ghét, thế là lén lút dùng con trỏ chuột kéo ra một vùng trọn. Đợi khi bạn thân bước vào trong vùng trọn này, nhân lúc anh ta không phòng bị, lập tức ấn nhanh vào phím delete. Con trỏ chuột thần kỳ này không những có thể thay đổi được vật thể mà còn có thể dùng để giết người. Không ngờ người đàn ông đã dùng con trỏ chuột tạo ra vùng trọn để lựa chọn người bạn thân, sau đó nhấn vào phím delete. Điều bất ngờ là cánh tay nằm bên ngoài vùng trọn đã không được xóa đi và rơi xuống mặt đất bên dưới, khiến người đi đường bên dưới cảm thấy kinh hoàng. Những người dân không biết rõ sự tình lần lượt bước tới trước quan sát. Họ phát hiện ra người đàn ông đang đứng trên sân thượng. Mọi người bèn hô hào lên nhanh chóng báo cảnh sát. Nhìn thấy thế, người đàn ông thật sự hoảng hốt. Một là không làm, đã làm thì làm tới cùng, dùng vùng trọn để khoanh vùng tất cả những người bên dưới cùng với cánh tay bị đứt gãy, nhanh chóng nhấn vào phím delete. Trong vài giây, tất cả vết tích đều đã bị xóa hết, trông giống như chưa từng được xảy ra vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta giết người, nên biểu hiện của anh ta vô cùng căng thẳng. Nhưng vào lúc này, phương pháp duy nhất anh ta nghĩ ra được chính là trốn chạy. Người đàn ông đi xuống dưới lòng đường, bắt một chiếc taxi, nhưng tài xế chê bai giao thông nơi cần tới đang bị kẹt xe, không đồng ý chở anh ta đi, mặc cho anh ta khẩn cầu như thế nào đều bị từ chối. Người đàn ông tức giận, lập tức mở laptop lên, chuẩn bị cho tên tài xế không biết trời cao đất dày này biến mất. Rất may tài xế đã lái xe đi, nếu không cũng khó thoát số phận bị xóa bỏ khỏi cõi đời này. Người đàn ông tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đột nhiên một con trỏ chuột khổng lồ xuất hiện thoáng qua trên tòa nhà kiến trúc. Chính vào lúc anh ta đang ngờ vực, phát hiện trên mặt đất có một cái đầu mũi tên to lớn đang chỉ về hướng mình. Một dự cảm không hay bỗng chốc xuất hiện trong đầu. Người đàn ông sợ hãi tới mức đứng yên tại chỗ không dám cử động. Đầu mũi tên bắt đầu từ từ di chuyển về phía cơ thể của anh ta. Anh ta căng thẳng quan sát cơ thể đang phát sáng, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Sau một tiếng click chuột êm dịu vang lên, phút chốc cơ thể của người đàn ông đã biến thành một đống thịt vụn. Đây là chính thiên đạo có luân hồi, trời cao có tha cho ai bao giờ, cuối cùng hại người thành hại mình. Nếu như bạn sở hữu một con trỏ chuột như thế thì bạn sẽ dùng nó để làm gì? Chúng ta gặp lại vào kỳ tới nhé.